Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tony Phùng Studio. Và cái video này thì mình đợi các bạn hơi lâu rồi. Khoe con Keytron Q1 này từ khá lâu rồi, mấy anh em Việt Nam cũng lên bài gần hết rồi. Hôm nay mình mới lên. Tuy nhiên thì hôm nay mình sẽ để nguyên cái stock của nó, tức là mình không mốt gì cả. Mà không, nó không mốt gì cũng hơi sai sai, tại vì quen tay cầm vào con gì cái là làm nhẹ cái phím space rồi các bạn. Và thực tế ra thì vì cái space này cũng đã được pre-loop sẵn nhẹ một chút xíu. Tuy nhiên thì mình cũng chưa có tháo ra nha các bạn nhé. Mình chỉ bôi thêm có một chút xíu Cretox 205 ở cái phần stem. Sau đó là mình bơm thêm một chút xíu mỡ vào cái phần ở bên trong là cái chân của cái thanh quai gắn vào cái stem thôi, để mà cho nó gọi là chắc chắn hơn một chút xíu. Và mình cũng khá là bất ngờ khi mà đây là cái stab stock của Keytron, nhưng mà nó cũng khá là chất lượng, sự chắc chắn của nó cũng mang lại rất là tốt. Và thực sự là mình cũng không có điều gì mình phải phàn nàn về cái space này. Nói chung là ok để mà các bạn có thể tự tin để mà sử dụng ngay. Bạn nào mà chăm chỉ kỹ hơn nữa thì có thể tháo nó ra và mốt nó thì mình nghĩ là ổn hết. Ngay cả cái phần mọi cái sự rung lắc ấy các bạn. Các bạn nhìn này, nó cũng không nhiều đâu. Đấy, còn chút xíu thôi. Thấy không? Cái phần thanh space này. Đấy, nó không bị lọc sọc, nó không bị lỏng lẻo các thứ. Nói chung là mình đánh giá là ở mức chấp nhận được. Rồi, nói chung là đấy, mình chỉ nói một chút xíu về cái vụ đấy là mình lỡ tay làm một tí xíu cái phím space thôi, còn lại mình để nguyên stock hết. Và mình sẽ đánh giá con Keytron Q1 này ở trên cái phiên bản stock. Thì stock đó gồm cái gì? Đấy là switch Gateron Phantom. Đấy, dòng switch này là của Gateron, hình như là được Keytron đặt làm riêng cho cái thiết bị dòng sản phẩm này thì phải. Chúng ta có phiên bản brown này, chúng ta có phiên bản red này. Mình chỉ quan tâm hai phiên bản đấy thôi, còn clicky không thì các bạn có thể tham khảo trên cái website của Silicon Z, là đơn vị đang cho đặt trước dòng sản phẩm này tại Việt Nam. Nói chung Silicon Z thì anh em quen quá với mấy cái sản phẩm Keytron rồi đúng không? Nên là các bạn cứ có thể tham khảo trên đó. Và đương nhiên là ở cái thời điểm mình làm này thì có thể mới chỉ có một vài những cái tùy chọn switch này thôi. Nhưng mà sắp tới đây có thể chúng ta sẽ có thêm một vài tùy chọn switch khác nữa, thì các bạn cũng có thể cập nhật tại đó. Ok. Rồi, thế thì cái điểm nhấn của con Keytron Q1 này đến từ việc đây là cái sản phẩm đầu tiên mà Keytron mang đến một cái thiết kế khung nhôm CNC, chất lượng cứng cáp các thứ. Rồi là nó không đi theo cái thiên hướng đấy là không dây các thứ giống như những thiết bị trước đây, mà con này sẽ chỉ có một mode duy nhất, đấy là cắm dây, và thậm chí nó có thể key map được thông qua QMK và VIA VIA để các bạn có thể customize chức năng của những cái phím này, rồi tạo ra rất nhiều những cái tổ phím macro hay là phím tắt gì đó phụ thuộc nhu cầu của bạn. Tức là nó đã đi theo cái xu hướng đấy là bàn phím cơ custom hoàn toàn, thay vì cái việc đấy là làm ra sẵn để các bạn có thể sử dụng được ngay giống như ở trước đây. Và đương nhiên là chúng ta cũng sẽ có hai option để các bạn lựa chọn. Một là mua cái kit không. Chúng ta sẽ chỉ gồm có case này, chúng ta có PVC này, có plate này, và chúng ta cũng có đầy đủ hết những cái form với các thứ đầy đủ hết rồi. Nói chung là cái kit này là cơ bản nó sẽ chỉ không có switch và keycap, thì giá hình như đâu đó tầm khoảng 4 triệu. Hoặc nếu không, các bạn có thể thêm đâu đó tầm khoảng 400-500 nghìn nữa thì chúng ta sẽ có mấy chục con switch này. Đấy, Gateron dòng Phantom này. Đấy, và chúng ta sẽ có một set keycap profile đấy là OM và nó là ABS double shot. Đấy, các bạn thấy không? Double shot này. Nó không quá dày đâu, nhưng mà cơ bản là mức gọi là chấp nhận được, và cái phông in khá là chất lượng này, các bạn có thể nhìn thấy này, phông in này. Đó. Và ngay ở cả cái switch này thì các bạn để thấy một điều á, đấy là nó đã được pre-loop sẵn, và cái chân stem của chúng ta cũng khá là chắc chắn, chứ nó không bị cái hiện tượng đấy là bị lỏng lẻo quá. Và rõ ràng đây mình đánh giá là một cái dòng switch nói chung là ở mức chất lượng khá ổn để các bạn có thể tự tin sử dụng ngay. Bạn nào mà kỹ hơn thì về có thể loop thêm vào, thì mình thấy là trải nghiệm khá là tốt. Đây là cái dòng tactile, bản mình đang cầm là brown dòng tactile, thì khớp của nó không quá rõ, nhưng mà mình nghĩ nó lại phù hợp với những người chơi hệ gõ. Đây là gõ nhiều thì cái khớp này chỉ mức tầm vừa vừa phải thôi, nhưng mà cái quan trọng nó vẫn mượt, nó vẫn nhẹ, và cái tiếng của nó thì không bị quá đanh. Nói chung là trải nghiệm thì mình thấy cái dòng này phù hợp với cái gu của mình, còn với nhiều người khác thì sao thì mình không rõ, nhưng mà thực ra là mình vẫn thích linear hơn, nên là mình vẫn recommend cái phiên bản red hơn các bạn ạ. Đó, nói chung thì đấy là những cái thông tin cơ bản. Rồi, đến một vài thông tin khác thì cái mạch hot swap của chúng ta ở đây, hot swap sẽ là 5 pin,
Và các bạn để thấy thì nó sử dụng cái socket của Gateron. Và các bạn để thấy một điều là cái phần mạch hàn ở phần chân này, in nó được làm khá là gọn và đẹp. Cái phần chì thì khá là dày, thế là cái chứng tỏ là cái phần socket này của chúng ta cũng sẽ khá là chắc chắn. Nói chung thì khi mà các bạn gắn cái switch vào thì các bạn sẽ vẫn phải để ý cái phần chân cho nó cẩn thận thôi. Các bạn mà gắn ẩu thì vẫn có thể gặp cái hiện tượng đấy là bung mất mấy cái chân socket này là chuyện bình thường. Nhưng mà nói chung là với cái chất lượng hoàn thiện như thế này thì mình đánh giá khá là tốt. Đó, các bạn thấy phần mạch đen đúng không? Đẹp phết luôn, không phải đùa đâu các bạn. Đấy, plate mặc định ở đây sẽ là plate nhôm. Nếu như các bạn muốn custom một vài những plate khác thì có thể liên hệ trực tiếp tới Silicon Z để mà order. Ok nhá. Đẹp phết nhỉ. Ok. Rồi, nó sẽ sử dụng cái gasket smart. Và các bạn để thấy một điều là cái phần gasket của chúng ta ở đây dày vãi luôn nè. Nhìn này. Úi dồi ôi dày. Tí nữa mình lắp lên cây thì các bạn có thể thấy cái độ nhún của nó thì phải gọi là hết sảy luôn. Trời ơi. Đó, ok chưa? Rất là dày luôn các bạn nha. Nên là nói chung là hoàn thiện của cái này thì mình đánh giá là mức khá ổn. Nhưng mà đấy là điều chắc chắn thôi. Tại vì dẫu sao mức giá của này lên tới 4 củ mà. 4 củ mà hoàn thiện những cái cơ bản như này mà không tốt nữa thì nó bị chửi cho lại sấp mặt. Anh em yên tâm về cái vấn đề này nhá. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ nói về cái phần case đi. Thì cái phần này là cái phần mà rất nhiều ý kiến tranh cãi của nhiều anh em. Xem nào, cái tầm khoảng 4 củ như này thì các bạn sẽ có thể so sánh một vài những con như là GMMK Pro hay là một vài những case đến từ KBD. Nhưng mà KBD thì dòng này chỉ là dòng nhựa thôi, chứ không phải là nhôm. KBD thì ví dụ như con mình đang sử dụng là KBD75V2 á, thì nó là cái loại mạch hàn các thứ thì nói chung giá nó cũng cao hơn tí. Đấy, kiểu vậy. Chung thì cái điều đầu tiên mình cảm nhận thấy là cái phần nhôm của chúng ta á, CNC các thứ hoàn thiện khá tốt. Nhưng do cái thiết kế kiểu như vậy, các bạn để ý thấy không? Nó làm theo kiểu đấy là vắt chéo, nó nghiêng mấy chục độ như này. Thấy không? Và các bạn cứ hiểu đơn giản cái phần trên này thì rất là dày, phần dưới thì nó lại mỏng. Thế nên đó, các bạn hiểu vấn đề đúng không? Sẽ có những chỗ nó bị va rất là nhiều. Ví dụ như phần dưới này nhôm mỏng, trên này thì lại không bị. Ok. Và thêm nữa là cái phần top mao của chúng ta á, cái phần này thì thề luôn nhôm nó nhẹ hơn mình nghĩ. Mình không hiểu là Kitron sử dụng cái vật liệu nhôm là gì, thế nhưng mà nhôm này cũng bị hơi mỏng và nó cũng sẽ bị vang rất là nhiều. Đấy, vang đúng không? Nhưng mà thực ra mình gõ như này là các bạn cũng sẽ hiểu rồi. Đây. Đó. Nói chung là vì cái vấn đề đấy là nhôm nó hơi mỏng, thế nên là âm thanh nó sẽ bị vang. Và kết hợp thêm với cả cái gasket mount này này thì nó sẽ khiến cho cái âm ở phía bên trong này sẽ hơi bị có cảm giác nó hơi bị khó chịu nhẹ một chút xíu đối với nhiều người mà thích những cái âm trầm mà nó hơi mang thiên hướng đấy là nó tối giản nhất có thể, chứ nó không thích những cái âm vang. Những cái case kiểu như này mà gắn những cái switch tactile mà âm nó to một tí xíu như là Dark Jet hoặc là Bok Navi các thứ thì nghe nó thích lắm các bạn. Tại vì nó cộng hưởng cái tiếng ra, nghe nó đanh, thích dã man luôn. Nhưng mà đối với những người chơi hệ linear thì có thể là sẽ hơi đắn đo đi một chút xíu. Nên là cái giải pháp của mình chắc chắn là khi nào mình full mode con này thì mình sẽ lot farm. Mình chấp nhận đánh đổi cái sự flex của con này nó không còn được nhiều nữa, nhưng mà nó sẽ đầm hơn và nó sẽ ấm cái tiếng hơn rất là nhiều. Nhưng mà không sao, miễn sao là hoàn thiện, nó vẫn là nhôm các thứ thì mình vẫn thấy là nó khá chất lượng luôn. Ok, rồi bây giờ thì tiếp theo đến một cái yếu tố khác mình không thích lắm. Đây là cái mạch của cái cổng USB Type-C và cái vị trí của cái nút gạt ở đây. Nút gạt này chỉ là chuyển đổi Mac OS với cả Windows thôi. Nhưng mà mình không thích mấy cái mạch này lắm, và đặc biệt là mình không thích cái socket này. Trời ơi, mình gắn cái socket này mình mất nhiều thời gian kinh khủng và nó còn dễ đứt nữa. Không biết cái này lỡ mà đứt thì có mua lại được hay là không. Chứ nhiều anh em mà mua về mà full mode thì cũng phải cẩn thận chút xíu nha. Đây, chứ không tự nhiên đứt có một cái mạch nhỏ xíu như này mà không mua lại được cái khác thì cũng quá tội luôn. Ok, rồi bây giờ thì mình sẽ ráp nó lại và đánh giá tổng thể khi mà mình hoàn thiện cái bàn phím lại nhá. Rồi, ok. A few moments later. Rồi, cái phần này phần mình ghét nhất đây. Ok, chặt rồi. Là hết chưa nhỉ? Chắc là hết rồi. Mong vậy. Đó. Và lúc này là mình chỉ cần lắp lại cái trên này thôi.
Các bạn thấy dễ không? Dễ vãi. A few minutes later. Ok. Ta-da. Thế là mình đã xong, lắp lại xong cái bàn phím này rồi. Ok. Đấy. Rồi, thế thì cái điều đầu tiên các bạn phải đồng ý với mình đấy là nó đẹp đúng không? Đẹp, trời ơi, case đen này. Đấy, chúng ta có case bạc nữa. Và kết hợp với cả một cái profile OM dành cho người chơi hệ gõ. Sau đó là cái màu phối cũng rất là đẹp, màu đỏ này, màu xám này, màu trắng này. Nói chung là không có điều gì mình phải phàn nàn về cái thiết kế của này. Nói chung là lên hình rất là đẹp. Tuy nhiên một vài những cái góc ở đây có nhiều anh em thì có ý kiến đấy là nhìn nó hơi bị thô. Giá như mà nó làm nó mịn gọn hơn ở phía bên dưới nữa thì nó sẽ ổn hơn rất là nhiều. Nói chung là thiết kế con này thì mình thấy khá là ưng luôn đấy. Cái độ nghiêng của nó là cũng vừa đủ. Đây, cái độ nghiêng của phần case này ở đây này là nó cũng vừa đủ để mình có một cái thao tác gõ khá là tốt. Thế nhưng mà nếu như mà chúng ta có thể có thêm cái phần kickstand để mà thay đổi được nữa thì nó chắc là sẽ ổn hơn. Nhưng mà với một cái bàn phím khá là nặng như thế này mà thêm kickstand nữa thì chắc là cũng hơi khoai. Ok đúng không? Rồi, đến cái điểm nhấn có thể nói là lớn nhất trên con này đấy là cái độ flex của nó. Các bạn thấy không? Đây là một trong những con bàn phím có thể nói là Gatcast Smart Flex nhất trên thị trường. Flex rất là ghê luôn. Và trong quá trình mà các bạn gõ, các bạn sẽ có cảm thấy được cái độ mềm của cái nguyên cái mảng PPC này khi mà nó lún xuống theo những cái lực gõ của bạn. Nói chung là cái Gatcast Smart thì nó cũng là một cái trải nghiệm, nói chung là khá là thú vị. Và vì thế, một phần là vì cái Gatcast Smart này nên là cái chi phí sản xuất nó cũng sẽ bị đội lên khá là nhiều. Nên là tổng thể mình thấy ok. Và khi mà chúng ta muốn có một cái mức flex nó cao như thế này, theo như nhà sản xuất chia sẻ là cao nhất trên thị trường ấy, thì đương nhiên chúng ta sẽ phải có một cái khoảng không gian phía bên dưới. Đấy cũng chính là lý do vì sao mà nó có cái tiếng nó hơi bị rỗng rỗng ấy các bạn, mà nó hơi bị vang vang một chút xíu ấy, như mình đã nói rồi đấy. Nên là chúng ta phải chấp nhận đánh đổi hay không mà thôi, nó phụ thuộc vào gu. Còn như mình đã nói, lót farm và cái là hết thì lúc này nó lại bớt lún lún hơn đấy, khổ ghê. Cái gì phải đánh đổi các bạn ạ, cuộc sống mà, chấp nhận thôi. Ok rồi, tiếp theo đến là cái layout của chúng ta cơ bản sẽ là như thế này. Cái bên trên này chúng ta sẽ có thể tùy biến. Một là các bạn có thể gắn vào đây một cái phím. Đương nhiên cái phím này thì các bạn có thể customize cái gì cũng được, mặc định ở đây sẽ là phím insert, nhưng mà chúng ta có thể keymap mà. Ok, các bạn có thể gắn nút assistant vào đây được luôn. Tiếp theo, các bạn có thể thay đổi cái chỗ này là một cái logo của các bạn. Chắc chắn là mình sẽ gắn logo của mình vào đây. Hoặc nếu không thì các bạn có thể gắn vào đây một cái núm xoay, tùy chỉnh âm lượng các thứ, keystroke sẽ bán rời nếu như các bạn có nhu cầu. Nói chung là cái chỗ này thì có khả năng tùy biến rất là cao nên các bạn yên tâm. Rồi thêm nữa là khi mà chúng ta lên thì bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe lại cái tiếng space của mình này. Ok không? Chắc chắn. Chắc chắn. Quá ok luôn. Đó. Và cái tiếng switch này. Đó. Được đúng không? Nói chung ạ, Keystroke P1 khi mà mình gõ trên nó, mình có một cái cảm giác nó khá là hay ở cái chỗ đấy là dùng cái từ gì đấy, cái switch này là tắc tai nhưng mà cái tiếng nó khá là nhẹ. Và đây là chưa loop nha các bạn nha, nên các bạn vẫn sẽ nghe cái tiếng sạn 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 của switch. Nhưng mà tổng thể nó vẫn nhẹ, vẫn êm, vẫn khá là ok. Thế nên là ngay cả cái bàn phím này, nếu như các bạn mua một cái bản gọi là stock về để các bạn dùng luôn á, thì mình vẫn thấy là nó khá ổn để các bạn dùng được luôn. Nhưng nếu mà các bạn mà có thêm một chút kinh nghiệm và có thêm một chút thời gian, các bạn loop switch, sau đó các bạn có thể loop lại cái start một chút xíu, thì mình có thể khẳng định là con này là có thể ngon để mà sử dụng được ngay và luôn, chứ không cần phải suy nghĩ quá nhiều thay cái này thay cái kia. Còn đương nhiên là cái tactile là cái clicky hay là cái linear thì nó phụ thuộc gu của bạn. Nhưng mà thực sự là cái Gateron dòng Phantom này khiến mình khá bất ngờ bởi vì chất lượng của nó như thế này là thuộc dạng là khá ổn trong cái tầm rẻ rẻ như thế này rồi, mà thiết kế của cái switch cũng đẹp chứ, đừng có đùa. Nhưng mà mình cũng vẫn phải chê thêm một vài những thứ tiếp theo. Cái thứ nhất ạ, đấy là cái layout này và cái cách thiết kế như này thì nó cực kỳ bất tiện trong một vài những tình huống mình muốn tháo switch hoặc là tháo keycap. Đây, ví dụ như là phím ESC này. Kẹt. Lấy cái gì? Đấy rồi gì? Cố gắng quá không được luôn, mà cố gắng quá nữa sợ xước cái cây. Cái này là nhiều anh em chia sẻ nên là cái cách mà mình tháo các bạn biết là gì không? Hơi khó đấy luôn. Hồi trước mình để móng tay dài nó còn dễ, bây giờ móng tay của mình nó hơi ngắn rồi đấy. Tháo như thế xong cũng vì cái thiết kế như này nên là đây. Ôi giời ơi, nó khó lắm các bạn ạ, kẹt luôn không được. Nên là có nhiều anh em á
để mà thay switch, thay cái cap á, tháo nguyên cả cây này ra, khổ không? Sau nhấc nguyên cả cái top này lên, một việc vậy. Đấy, cái thiết kế như này các bạn có thể thấy là nhìn nó rất là vừa khuôn, các bạn thấy không? Ngay cả cái phần đây, cái phần khuôn của chúng ta và vừa đúng cái vị trí của keycap và switch, nhìn nó gọn gàng chắc chắn, là nhìn nó kiểu quá đẹp luôn. Nhưng mà trong cái quá trình mà các bạn mốt thì nó lại mất công hơn rất là nhiều, và cái này là cái mà mình thấy hơi khó chịu. Nói chung thì đấy, tất cả những cảm nhận của mình về Keychron Q1 thì nó là như thế đấy các bạn. Video này thì nó dài thực tế thực sự rồi, nhưng mà nó có quá nhiều thứ để nói nên là mình nói từng thứ một, nên là mong rằng các bạn sẽ xem đến tận cuối video này để hiểu một cách rõ ràng hơn. À, nãy giờ để cái này quên chưa nói. Đây là cái dây cáp xoắn mà các bạn sẽ được tặng kèm khi mua cái bàn phím này. Nói chung là khá là chắc, nhưng mà mình thấy nó xoắn kiểu buồn cười quá à. Hôm nay chắc là phải về làm lại nữa. Các bạn thấy không? Sọc sạch các thứ, nhìn buồn cười. À mà cái này là C2C nhá các bạn nhá. Đây là C nhá. Đấy. À, thật sự. À, hơn cái MacBook mà. Ok, tổng kết lại cái trải nghiệm của mình với con Keychron Q1 đấy là gì? Thứ nhất, nó đẹp. Stock khá ngon, tự tin để sử dụng được ngay. Có trang full mode thì cũng chỉ cần làm thêm một chút xíu là đã là ngon hết. Độ flex rất là tốt, nhưng mà case thì nó sẽ bị hơi vang, và các bạn sẽ phải chấp nhận muốn flex nhiều và cây vang, hay là lót form vào để bớt vang nhưng lại mất đi cái sự flex của nó. Đấy, rồi chưa kể nữa là mạch chất lượng hoàn thiện rất là tốt này, rồi socket ok này. Đấy, có cái điểm yếu là cái dây cáp nhỏ nhỏ và kết nối cho các phần cổng USB Type-C, thì cái đấy thì nó phụ thuộc vào gu của bạn thôi, cẩn thận tí thì nó ok. Thậm chí có chẳng may mà hỏng cái cổng USB Type-C ấy, thì mua cái module đó thay nó cũng dễ dàng hơn rất là nhiều. Nhưng mà quan trọng là Keychron phải bán. Ok, rồi tiếp theo nữa là chất lượng của switch stock khá ngon, chất lượng của keycap stock cũng rất là ngon. Và tổng thể thì mình chấm được con này tầm giá khoảng 4 triệu thì nó cũng là một cái mức gọi là ngân sách phù hợp. Đây là phù hợp để dành cho những bạn nào muốn có trải nghiệm của một cái dòng kiểu gọi là bàn phím cơ custom kiểu Mickey mà lại không có quá nhiều kinh nghiệm. Còn nếu như các bạn có thêm kinh nghiệm rồi thì chúng ta cũng một là full mode cái này lên để nó ngon hơn, còn nếu không chúng ta có thể mua bản kit, sau đó các bạn có thể tùy biến những thứ khác như là switch này, keycap phụ thuộc vào nhu cầu của bạn hơn. Nói chung thì mình cảm thấy khá là hứng thú với con Keychron Q1 này, và mình cũng đã đặt một chiếc rồi. Đấy, mình đặt một chiếc và customize cái logo của mình. Còn cái này là hàng sample đi mượn nên là chắc mình phải trả rồi. Rồi, và các bạn nghĩ sao về Keychron Q1 hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.